Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu động cơ 2000W. Con này là 60V 2000, các bạn có thể chạy 72V 3000 cũng 72V cũng được nhé. Cái con này thì nó là hàng thương hiệu của QS Motor các bạn. Ở trên thị trường hiện nay thì rất là nhiều cái dòng động cơ công suất ảo và nó không thực. Giá thì rẻ đấy, nhưng các bác mua hàng là phải lưu ý. Ví dụ như con này là trọng lượng của nó chuẩn là 13 kg, là trọng lượng tinh, chưa tính đĩa phanh, chưa tính điều khiển các kiểu nhé, chưa tính xăm lốp gì, trần như thế này là 13 kg này. Thì các bác mua hàng lưu ý, thì nhiều khi là các bác mua có khi 3-4 nghìn nhưng nó vẫn chưa chắc đã bằng cân con này đâu. Đấy, cho nên là các bác lưu ý là mua hàng đúng công suất nó chuẩn. Thì con này nó sử dụng phanh đĩa nhé. Cái này cứ có đĩa phanh mà ốc lọ sang ốc kia là 70 là được. Con này 33 phanh đĩa 3 ốc. Đây. Cái phần mặt bên kia của động cơ đây. Cái phần mặt bên kia của động cơ, thân động cơ nó rất là dày nhé, đây. Bằng mặt luôn này. Đấy. Thằng này là hàng thương hiệu nổi tiếng của dòng QS Motor các bác nhé. Công suất 60V 2000W này. Xin lưu ý với các bác là ở đấy các bác là mua thì cứ biên theo cái biểu cân nặng này. Như con này là 13 kg này, là chuẩn, trục này là trục 16 này. Thì mình mua đúng loại thì nó không bị ảo công suất, giá thành thì nó sẽ phù hợp với khách hàng. Tốc độ thì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái con điều khiển. Với những dòng điều khiển thông thường thì con này nó sẽ được khoảng 60 đến 70 km/h. Nếu như chạy tốc nhanh thì có thể hơn. Còn những cái dòng điều khiển như dòng vô tông ấy thì nó có thể set up cái tốc độ lên cao hơn, nó ép tốc lên cao hơn nữa thì có thể lên đến cả 100 km/h là chuyện bình thường các bạn nhé. Với những cái dòng điều khiển vô tông thì 1000W nó cũng có thể ép lên được 90 km/h. Đấy, thì các bạn chạy dòng 2000 này hoặc dòng 3000 là được rồi. Theo em thì 2000 là được. Nhà em có bán cả 3000 nhé. 3000 thì nó khoảng 14 kg. 3000 thì cái phần thân này nó còn dày ra tận ngoài này nữa cơ. Nó lồi hẳn ra ngoài này nữa. Đấy. Nó do cái ruột của nó dày cho nên là công suất nó lớn hơn, nó độ khỏe nó khỏe hơn rất là nhiều. Đấy. Thì đây là dòng động cơ 60V 2000 nhé. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ em là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin lưu ý với các bạn là cái miệng vành này rất là rộng nhé, rộng 10 cm này. Cho nên các cái dòng lốp phù hợp là có thể là từ 125/60 trừ 12, 130 trừ 12, hoặc là những cái dòng ít nhất là từ 10, từ lốp bản từ 10 đến 13 cm là có thể lắp vừa với cái động cơ này. Nếu các bạn thích dòng lốp khủng thì có thể dùng lốp to. Lốp to thì đều vừa nhé, lốp vô tô. Đấy. Là bên em đều bán những cái dòng lốp đấy, lốp vuông hoặc lốp tròn đều lắp vừa. Thì mọi cái thông tin trao đổi thêm qua Zalo 0966818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.